Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Zika Audio. Hôm nay Zika Audio sẽ chia sẻ đến các bác yêu âm thanh mọi miền Tổ quốc một cái dòng sản phẩm được nâng cấp của cái thương hiệu B3. Vâng, đó là cái dòng súp B3 mã là 2020330 đứa đất. Vâng, trong quá trình được đưa ra cái sản phẩm súp B3 mã là 2020330 đứa đất thì đã khá là thành công trên thị trường và được người tiêu dùng bình chọn cũng rất là tốt. Và trong quá trình đưa ra thị trường thì cũng có bên hãng B3 cũng nhận được rất là nhiều cái sự góp ý của người tiêu dùng đến hãng, và là đã hãng thì đã tiếp thu được rất là nhiều ý kiến và đưa ra một sản phẩm gọi là nâng cấp để gọi là sao phù hợp với thị trường và người tiêu dùng tốt nhất. Nói chung là để tiếp cận được cái thị hiếu của người tiêu dùng, đó là một cái là hãng cần tìm hiểu, và hãng cũng đã đáp ứng và đưa ra một dòng sản phẩm mới. Vâng, cái được nâng cấp đầu tiên đó là phía bên trên chỗ mặt kính cường lực. Phiên bản tiền nhiệm thì nó được làm khá là vuông vắn so với cái mặt kính cường lực đấy ạ. Vâng, được nhận được sự phản hồi của quý khách hàng, hãng đã đưa ra một cái đường bo tròn rất là đặc biệt, làm sao chúng ta nhìn vào cảm thấy nó được mềm mại và uyển chuyển, mà không mang không mất đi được cái sự mạnh mẽ của cái súp B3 mã là 2020. Vâng, về cái sơn sần thì hãng đã cho thêm một cái lớp kết dính đặc biệt, và kính cường lực thì đã được gia cố thêm một cái loại kính cao cấp hơn, và gọi là cao cấp hơn cái phiên bản tiền nhiệm. Về cái chất sơn sần thì các bác sờ vào ạ, vâng, nó rất là mịn lắm ạ, nó không nhìn gai như chúng ta vẫn sờ những giáp như kiểu một cái tờ giấy giáp ấy ạ. Vâng, đó là những cái chất liệu bình thường, còn đây là chất liệu cái dính cao cấp, các bác sờ vào nó rất là mịn, nhìn thì thô ráp thôi ạ. Vâng, các bác nhìn kỹ rất là thô ráp, nhưng sờ vào các bác cảm nhận được ạ. Vâng, đấy là về phần được cải tiến khá là rõ rệt, và kính cường lực thì được gia cố một cái cường lực tốt hơn, cao cấp hơn phiên bản tiền nhiệm 2020. Vâng, về cái mặt bát ấy thì hãng vẫn đưa ra một cái giải pháp, đó là một cái chất liệu rất là đặc biệt để tránh cái hiệu nóng ẩm của Việt Nam, nó làm hư hại cái bát. Vâng, đó là cái giải pháp tối ưu của cái hãng B3 đã được tích hợp trong cái mặt bát B3 2020 đi ạ. Vâng, bây giờ em sẽ quay ra phía đằng sau để chúng ta quan sát những cái cải tiến, những cái được nâng cấp về cái phần mạch. Vâng, về phần cánh tản nhiệt phía đằng sau đi ạ. Vâng, hãng đã tích hợp được và mở rộng hơn về cái phiên bản tiền nhiệm, đó là có thể đánh được chế độ súp hơi. Đây là cái nổi trội nhất trong cái dòng súp B3 mã là 2020. Vâng, và đặc biệt nữa đó là cái cánh tản nhiệt, cái tản nhiệt này được mở rộng ra rất là nhiều so với bản tiền nhiệm. Bản tiền nhiệm thì nó bé hơn ạ. Vâng, nó sẽ bị thu gọn lại. Đấy, thu gọn lại. Nhưng đặc biệt cái bản này rất là cái tản nhiệt rất là lớn. Và điều đặc biệt mà chúng ta quan sát về phía đằng sau đó là cái cách tản nhiệt ạ. Cách tản nhiệt được thiết kế làm ngang. Được thiết kế làm ngang để làm gì? Vâng, để khi mà chúng ta chơi giờ nguồn điện nó đi qua nó làm nóng cái bảng mạch này, và nó cánh tản nhiệt này sẽ được chia sang làm hai bên, và hơi nhiệt chúng ta sẽ được tỏa sang hai bên ạ. Sẽ được tỏa sang hai bên rất là nhanh hơn phiên bản tiền nhiệm. Bản tiền nhiệm thì nó được làm dọc nó chỉ là đưa lên phía trước thôi, đưa lên phía trên. Đấy, nó chỉ có một cách thức thôi ạ, nhưng riêng cái dòng cánh tản nhiệt làm ngang nó được chia làm hai cách thức sang hai bên. Vì thế mà hơi đây các bác tưởng tượng hơi nóng ấm nó sẽ đi ra bên này và bên này. Đấy, nó sẽ tản nhiệt nhanh hơn cái phiên bản cũ. Và một cái điều đặc biệt đó là trên cái súp điện mã là B3 2020 được nâng cấp, đó là thêm một cái chức năng, đó là đánh súp hơi. Vâng, đánh súp hơi ạ. Nói chung là thay đổi hoàn toàn luôn ạ. Thay đổi hoàn toàn. Hình thức thì kết nối vẫn là cổ điển, vẫn là bằng rắc hoa sen từ lưng tiếng hoặc là từ âm ly. Đó, và kết nối bằng cầu đỏ đen, hai level input bằng cầu loa hoặc là cầu âm ly đấy ạ. Và thêm cái đây ạ. Vâng, speak đấy ạ. Speak đây là chế độ chơi súp hơi. Chế độ chơi súp hơi. Và tí nữa bên em sẽ test chế độ súp hơi cho các bác trải nghiệm. Và đặc biệt cái dòng này công suất rất là lớn, 500W. Đó, 500W. Và núm LVF. Núm LVF nó có thể xuống được 40Hz ạ. 40Hz. Và lên 150Hz cao nhất. Và volume, đây là núm volume.
Đây là những cái thay đổi, nói chung là thay đổi khá là toàn diện. Thì các bác em nhắc lại nhé, cái này được tích hợp sub hơi về cái phiên bản mới của cái sub B3 mã là 2000 330 DS, được cái nổi trội nhất hiện nay. Và cánh tản nhiệt nằm ngang, vâng, sau đây em sẽ mở cái nội thất của cái sub B3 mã 2000 này ra để cho các bác cùng trải nghiệm so sánh với phiên bản cũ. Vâng, sau đây em sẽ mở cái bảng mạch này ra giới thiệu đến các bác nhé. Vâng, không biết là có giật mình hay không đây ạ. Wow, các bác thấy đặc biệt không ạ? Vâng. Vâng đây ạ. Vâng, em quan sát thấy cái cục nguồn, cái cục nguồn xuyến đấy ạ. Vâng, đã thay đổi khác hoàn toàn với phiên bản cũ các bác nhé. Wow, quá dã man luôn ạ. Đây em sẽ ngửa lên ạ. Quá dã man. Wow, các bác thấy không? Khá là đặc biệt đấy ạ. Vâng, em quay cận cảnh cho các bác. Vâng, thì theo quan sát của JK Audio, cái cuộn nguồn này thay đổi, nguồn xuyến cũng khá là to, cao. Và đặc biệt là phía bên ngoài này được làm một cái lớp giấy rất là đặc biệt. Giấy này hãng có trao đổi với JK Audio là cái lớp giấy này là lớp giấy đặc biệt để tản nhiệt tốt hơn so với bản tiền nhiệm. Các bản tiền nhiệm thì làm được bằng cái lớp ni lông cũng rất là đặc biệt, nhưng tản nhiệt nó hơi được nó chưa được tốt. Và bây giờ hãng đã thay đổi với cái giấy đặc biệt này để tản nhiệt tốt và đã phủ kín luôn cái cục nguồn xuyến đấy ạ. Vâng, các bác thấy không ạ? Vâng, đầy đủ những cái thông tin cần thiết. Đây là dòng đã được nâng cấp ở bản 2000 phiên bản tiền nhiệm đấy ạ. Vâng, được sở hữu hai tụ này, hai tụ 63V 1000 UF ạ. Vâng, khá là tốt. Và đặc biệt cái dòng này cũng sở hữu 4 sò đấy ạ. Vâng, toàn sò Toshiba rất là khủng. Vâng, được thay đổi cũng khá là nhiều so với bản tiền nhiệm đấy ạ. Vâng, thì đây là hai cái cầu đỏ đen, một bên điện và một bên chơi hơi. Đây là cái sự nổi trội hơn cái bản cũ, phiên bản gốc. Vâng, thì em nói ngắn gọn lại là cái bản mạch này nó cải tiến rất nhiều, được mở rộng hơn và tích hợp được chế độ chơi sub hơi. Đây là cái đặc biệt mà chúng ta cần phải gọi là khám phá ở cái sự nổi trội đó. Sub điện thì là chúng ta nghe nhiều ở dòng B3 rồi, nhưng bây giờ mà tích hợp cả hơi cả điện thì thực sự nó rất là đặc biệt. Các bác để ý từ những cái linh kiện hàng chuẩn chính hãng của nhà máy Trung Quốc thì nó rất là gọn gàng, từ những cái chân mối hàn đấy, các bác quan sát ạ, từ những con chở niti. Vâng, thì sau đây em sẽ ráp lại và chúng em và các bác cùng đi đến cái sự trải nghiệm mới nhé. Vâng, chúng ta chờ em một tẹo, em sẽ ráp lại ạ. Vâng, sau khi em đã ráp lại và bây giờ chúng ta cùng trải nghiệm sự khác biệt của cái dòng súp điện mã B3 mã là 2020 330 DS có chế độ súp hơi ạ. Chúng ta đánh chế độ súp hơi các bác nhá, rất mạnh mẽ và uy lực. Dạ. Rất mạnh mẽ và uy lực và không hề cắm nguồn các bác nhá. Đây là dòng B3 cảnh được nâng cấp, được hỗ trợ sub hơi đấy ạ. Rất mạnh mẽ. Rất mạnh. Các bác nhìn tờ giấy đã đập ạ. Rất uy lực. Tắt chế độ sub hơi để các bác so sánh nhá, sự mới mẻ, sự vượt trội.
Vâng, em đang tắt xúc đi ạ. Vâng. Không còn đập nữa. Cho các bác nghe được giải âm nó khác hoàn toàn. Rồi giờ lại hỗ trợ xúc vào các bác nhá. Đánh rồi ạ. Vâng, đặc biệt cái dòng này có thể vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke cực kỳ là tuyệt vời, tích hợp rất là nhiều thể loại nhạc, rất là đa năng, đa dạng ạ. Bên em có cảm thấy ngạc nhiên luôn ạ. Bây giờ em chuyển sang chế độ xuất hiện ạ. Để chúng ta cùng trải nghiệm một sự mới mẻ nữa. Vâng, bắt đầu em chuyển sang chế độ xuất hiện em chơi đi ạ. Vâng, cầu bên tay phải đây, nhìn từ đằng sau lên đó là bên tay phải. Đây là phần dành cho xuất hiện. Và em cũng đấu bằng tín hiệu cầu đỏ đen. Cái này mà không có xuất hiện, không có nguồn điện vào sẽ không chơi được đâu nha. Tắt nguồn đi này. Tắt nguồn là không chơi đâu ạ. Vâng, không chơi. Không như server, server không cần nguồn. Rồi em đã bật nguồn lên đi ạ, em tắt nguồn đi ạ. Rồi em mở nguồn lên ạ. Đấy ạ, em mở nguồn lên. Cái phần này xuất hiện nó bắt đầu mới hoạt động. Và cũng cực kỳ là uy lực. Và đó là hai sự lựa chọn cho chúng ta chơi. Một là chơi xuất hơi, hai là chơi xuất hiện. Rất là tiện ích ạ. Đánh ạ. Vâng, bây giờ em tắt sub đi ạ. Vâng, em tắt sub bằng volume. Phần điện thì chúng ta can thiệp được toàn bộ volume ở trên này. Super thì không, chúng ta không can thiệp được. Chúng ta phải can thiệp bằng nguồn công suất của cục đẩy. Đấy, các bác thấy được cái sự gọi là vượt trội so với bản tiền nhiệm. Vượt trội hơn rất là nhiều. Chất âm cực kỳ là cải tiến. Và đặc biệt toàn bộ là linh kiện của hãng B3 hết ạ. Vâng, bây giờ em bật lên thì các bác nhé. Cánh tản nhiệt này, cánh tản nhiệt rất là nhanh và không hề nóng. Đấy, cánh tản nhiệt được cải tiến, được làm ngang. Vâng, nhạc bên em sẽ đưa súp vào, bắt đầu nhạc lên đấy ạ. Vâng, bên em đưa vào đấy, bắt đầu đấy, đấy ạ. Vâng, đó là sự tươi mới của dòng súp B3, vừa hơi vừa điện. Cực kỳ là mạnh mẽ, cả hai chế độ luôn ạ. Rất mạnh mẽ. Vâng, để nó đưa cái sản phẩm Sub B3 Man 2020 cải tiến này thì thật sự là sẽ rất là nhiều bác phải gọi là ganh tị khi mà đã được sở hữu cái dòng sản phẩm mới như thế này. Với bản tiền nhiệm thì các bác đánh giá rất là tốt, rất nhiều các bác khách hàng đã rất hài lòng. Và bây giờ bản tiền nhiệm thì các bác còn hài lòng thêm một lần nữa các bác ạ. Vâng, thì đó là những cái thay đổi rất là lớn trong cái bản B3 Mana 2020 330 đất của dòng xúc điện. Thì DK Audio đánh giá rất là tốt, chất âm rất là tuyệt vời, nổi trội hơn và phong cách hơn, và nhìn rất là lịch lãm. Nói chung là giải siêu trầm này thật sự nó có một gì đó rất là cuốn hút và đặc biệt. Vâng, thì em cũng kể rất là chi tiết về những cái nổi trội của các bác nhé. Vâng, thì sau đây em xin phép được dừng video. Con là muốn sở hữu cho mình một cái súp B3 mã là 2020 thế hệ mới thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube. Bên em sẽ cập nhật tin tức và tư vấn cho các bác liên tục và chi tiết. Và bên Zika Audio cũng cảm ơn tất cả các bác khách hàng đã là những bác khách hàng quen và những bác khách hàng mới. Vâng, Zika luôn luôn trân trọng những tình cảm quý khách hàng đã dành cho Zika Audio suốt thời gian vừa qua.
Vâng, một lần nữa thì em xin phép được dừng video ạ. Vâng, một lần nữa dừng video. Và chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.